Bành Vũ Yến, từ chàng béo tự ti đến Tôn Ngộ Không sói ca nhất màn ảnh. Có thể nói về các nam thần đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, khán giả không thể bỏ qua cái tên Bành Vũ Yến. Khác với những đồng nghiệp Đài Loan cùng thời phải chật vật khi bước chân vào thị trường Trung Quốc đại lục, những năm qua, Bành Vũ Yến luôn được xem là ông vua phòng vé khi bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào có sự xuất hiện của anh đều mang về doanh thu khủng. Bành Vũ Yến sinh năm 1982, người Đài Loan. Anh theo gia đình di cư sang Canada từ năm 13 tuổi, theo học chuyên ngành kinh tế tại Đại học British Columbia với ước mơ trở thành doanh nhân. Tuy nhiên, khi trở về Đài Loan tham dự tang lễ của bà năm 2001, Bành Vũ Yến được một đạo diễn phát hiện và mời tham gia bộ phim Tình yêu bì thư trắng Tomorrow bên cạnh Dương Văn Lạc và Dương Thừa Lâm. Kể từ đây, cuộc đời anh rẽ hướng. Từ chàng béo tự ti. Ít ai biết trước khi được biết tới là nam thần màn ảnh như hiện tại, Bành Vũ Yến từng có tuổi thơ khá khép kín cùng thân hình béo mũm mĩm đồ sộ, bị nhiều người cười chê. Năm 2015, sau thành công bất ngờ nhờ vai diễn cùng tên trong 12 chú vịt vàng, Bành Vũ Yến đã lần đầu chia sẻ với công chúng hình ảnh ngày bé tròn như cái bánh bao của mình. Anh chàng hài hước nhắn nhủ tới fan, hãy nhìn cậu nhóc này đi và cả đôi chân to đùng kia nữa. Thật là chẳng hiểu lấy đâu ra tự tin nữa, các bạn thấy thế nào? Được biết hồi học cấp 1, Bành Vũ Yến cao 1m5 nhưng nặng tới 70kg. Sở hữu thân hình nặng nề như vậy khiến bé Bành vô cùng tự ti và xấu hổ. Nam diễn viên từng tiết lộ trong một lần phỏng vấn trên IFAN rằng lúc còn nhỏ tôi rất ham ăn, trong nhà không bao giờ còn cơm thừa. Chỉ cần nhìn thấy thức ăn ở trên bàn, tôi đều chạy tới ăn bằng hết. Bước vào trung học cũng là lúc Vũ Yến ý thức được việc cần phải giảm cân hơn bao giờ hết. Anh lao đầu vào tập luyện các môn thể thao như bóng rổ, chạy bộ không kể đêm lẫn ngày. Thời gian đầu vì tập luyện chưa bài bản đã dẫn tới kết quả không như ý khiến anh có lúc cảm thấy chán nản. Nhờ sự động viên từ gia đình và bạn bè, Bành Vũ Yến tiếp tục trở lại tập luyện cùng chế độ ăn kiêng khắc khe hơn rất nhiều. Sau 3 năm, ngôi sao Hoàng Phi Hồng đã gần như lột xác hoàn toàn với thân hình vạm vỡ săn chắc cùng chiều cao 1m82 đáng mơ ước. Nhiều người nhận xét, chính sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình đã giúp Bành Vũ Yến ngày một đi xa trên con đường nghệ thuật. Hành trình sự nghiệp. Lần đầu tiên đóng phim, lại đứng cùng những tên tuổi đang đình đám khi đó là Dương Văn Lạc và Dương Thừa Lâm, nhưng Vũ Yến không hề tỏ ra lép vế. Ngược lại, anh chàng luôn biết cách khiến mình nổi bật mỗi khi xuất hiện. Cũng có ý kiến cho rằng, thực ra Bành Vũ Yến khi đó chẳng cần làm gì cả, mà chính ngoại hình cao lớn ưa nhìn đúng chuẩn thần tượng của anh chàng đã giúp anh gây được tình cảm với khán giả. Những năm 2000 là thời kỳ phim thần tượng Đài Loan lên hương, và cũng kể từ bộ phim đầu tay đó, anh đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim thần tượng dành cho tuổi teen. Khuôn mặt thư sinh của Bành Vũ Yến đã chiếm trọn biết bao trái tim người hâm mộ. Một số bộ phim đáng nhắc đến trong khoảng thời gian đó chính là Chuyện tình bên đại dương xanh, Anh chỉ cần em, Hương vị tình yêu, v.v. Năm 2004, anh tham gia Tiên kiếm kỳ hiệp 1 bên cạnh hai diễn viên được yêu thích là Hồ Ca và Lưu Diệc Phi với vai phụ Đường Ngọc. Bộ phim từng rất thành công ở Đài Loan cùng Trung Quốc. Tuy chỉ góp một vai phụ, song cái tên Bành Vũ Yến đã được khán giả đại lục nhớ mặt. Năm 2007 là năm đánh dấu sự thăng hoa trong sự nghiệp của Bành Vũ Yến khi anh xuất hiện trong phim điện ảnh Exit No. 6. Sau khi công chiếu, bộ phim trở thành một cơn địa chấn phòng vé ở cả Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc. Đồng thời, nhờ vào diễn xuất xuất thần, Bành Vũ Yến đã giành được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải chuông vàng lần thứ 41. Thừa thắng xông lên, từ đó người ta thấy Bành Vũ Yến xông pha trên khắp các mặt trận của màn ảnh rộng. Năm 2009, anh gia nhập đoàn làm phim của phim điện ảnh Hermes. Đây là bộ phim được đánh giá cao từ kịch bản, diễn viên, đạo diễn, quay phim cho đến âm nhạc và thậm chí là nhân vật mà Bành Vũ Yến thủ vai cũng là một vai diễn khó lột tả. Song cũng nhờ bộ phim này mà anh được công nhận về mặt diễn xuất và lọt vào mắt xanh của rất nhiều đạo diễn nổi tiếng. Từ đó, con đường điện ảnh của anh ngày một rộng mở mà không phải diễn viên nào cùng thời cũng có thể đạt tới. Gu chọn phim của Bành Vũ Yến thiên về những bộ phim có độ khó cao, thể loại tập trung là võ thuật và hành động. Khó có diễn viên nào có thể chịu khổ được như anh. Năm 2012, sau thành công của Hear Me, anh góp một vai có vị trí không nhỏ trong phim điện ảnh đình đám về đề tài hình sự Cold War Hàn Chiến. Và đây cũng là lần đầu tiên Bành Vũ Yến có cơ hội hợp tác với những diễn viên lừng lẫy như Quách Phú Thành, Lưu Gia Huy, Lưu Đức Hoa. Song anh chàng này không hề bị đuối giữa những cây cào bóng cả, mà còn thành công chứng minh thực lực của mình thêm một đất nữa. Năm 2013, anh tham gia Unbeatable, Kích Chiến, bên cạnh ảnh đế Trương Gia Huy. Và một lần nữa, Bành Vũ Yến không khiến người hâm mộ thất vọng khi diễn xuất của anh lại đạt tới mức độ chính khác. Năm 2014, Bành Vũ Yến gây sốt khi gật đầu tham gia phim điện ảnh Rise of the Legend, Hoàng Phi Hồng, Bí ẩn một huyền thoại. Đây là một thách thức và là một áp lực không nhỏ đối với anh, vì Hoàng Phi Hồng là một nhân vật kinh điển từng được rất nhiều lớp đàn anh gạo cội thể hiện. Song,
Bành Vũ Yến đã biến những lời đồn thổi và nghi ngờ đó thành hư không khi đã thổi vào nhân vật Hoàng Phi Hồng một sức sống và hơi thở tươi mới, nhưng cũng không làm mất đi cái thân, cái hồn vốn có của nhân vật. Anh được truyền thông và các đàn anh đàn chị đánh giá khá cao. Năm 2016, Bành Vũ Yến oanh tạc màn ảnh rộng bằng hai phim điện ảnh ăn khách, một là Operation Mekong, Điệp vụ Tam Giác Vàng, do đạo diễn diễn viên kỳ cựu Lâm Siêu Hiền sản xuất, hợp tác cùng hai ngôi sao kỳ cựu Trương Hàm Dư, Trần Bảo Quốc. Hai là Cold Heroes, Nguyễn Thành Tiêm Bá, hợp tác cùng Ngô Kinh, người vừa gây chấn động với Chiến Lan 2. Cả hai bộ phim đều đạt những thành tích cao về doanh thu cũng như đánh giá của hội đồng nghệ thuật. Nhất là Operation Mekong, bộ phim đã khiến khán giả phải há hốc mồm vì những pha hành động nguy hiểm và chân thật. Bành Vũ Yến đã tuy diễn vài thứ chính, nhưng sức hấp dẫn và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời đã khiến biết bao người phải tâm phục khẩu phục. Năm 2017, Bành Vũ Yến tiếp tục chứng minh sức hút của danh hiệu ông Hoàng Phong Vé khi liên tiếp tham gia bộ phim Đình Đám là Đạp Gió Rẽ Sóng và Ngộ Không Kỳ Truyện. Trong Đạp Gió Rẽ Sóng, anh đóng vai chính hợp tác cùng tài tử Đặng Siêu và nàng thơ Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim lấy tình cảm gia đình và lý tưởng của tuổi trẻ làm cuộc sống, đồng thời cùng với khả năng diễn xuất xuất thần của các diễn viên chính đã mang về cho bộ phim điện ảnh doanh thu cao ngất ngưỡng 1.049 tỷ nhân dân tệ. Lại một lần nữa, tài hoa của Bành Vũ Yến được người ta đánh giá lên một tầm mới. Diễn xuất của Bành Vũ Yến vừa tự nhiên, vừa hóm hỉnh, khiến khán giả cảm thấy đây không chỉ là phim mà thực sự là cuộc sống. Một phim đình đám tiếp theo vào giữa năm 2017 là Ngộ Không Kỳ Truyện, đóng cặp cùng Nghê Ni. Trong phim anh thủ vai Tôn Ngộ Không, tuy trước khi công chiếu, bộ phim từng nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều về phục trang hiện đại, song sau khi ra mắt, người ta lại hoàn toàn chấp nhận điều đó vì bộ phim quá có duyên, quá đáng yêu, quá xuất sắc. Ngộ Không Kỳ Truyện như một làn gió mới làm thay đổi cách nhìn về các bộ phim lấy Tây Du Ký làm điểm tựa. Tạo hình bắt mắt, diễn xuất ngầu, Bành Vũ Yến được khán giả đánh giá là Ngộ Không đẹp trai nhất lịch sử. Trước đó, khi tham gia một talk show trên đài truyền hình, đạo diễn Khương Văn cũng không ngần ngại bày tỏ niềm ngưỡng mộ đối với thân hình nóng bỏng của Bành Vũ Yến. Ông luôn miệng khen, rất đẹp, đẹp tuyệt vời, đẹp hơn cả tượng cổ. Thậm chí trong hậu trường bộ phim điện ảnh Tà Không Tháng 9, vì đạo diễn còn khiến nam tài tử ngại ngùng khi luôn tìm cớ sờ mó cơ bắp của anh. Và cảm thán không ngớt lời, ôi sexy quá, không chỉ phụ nữ mê mà đàn ông cũng thích là sao. Bộ phim điện ảnh mới nhất của anh là Bao Giờ Trăng Sáng, được sản xuất nhân kỷ niệm 20 năm Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám, bao gồm các ảnh đế, ảnh hậu nổi tiếng, Lương Gia Huy, Châu Tấn, Diệp Đức Giang, Bao Khởi Tình, Xuân Hạ. Bộ phim được bảo chứng từ phần nhìn đến diễn xuất. Bộ phim công chiếu vào tháng 7 và nhận được cơn mưa lời khen từ báo chí đến hội đồng nghệ thuật. Tình ái lụp xùm, yêu sao phim sex. Sinh ra tại Đài Loan nhưng lại có một thời gian dài định cư ở Canada, nên Bành Vũ Yến bị ảnh hưởng khá nhiều bởi lối sống tự do, phóng khoáng của phương Tây. Nam tài tử vô tư thể hiện những cử chỉ thân mật với đồng nghiệp khác giới, khiến không ít lần anh bị truyền thông gắn mác kẻ đào hoa số 1 làng giải trí. Báo chí phanh phui một loạt bằng chứng chàng Ngộ Không hẹn hò cùng những tên tuổi mỹ nhân đình đám như Trương Quân Ninh, Đại S, Quách Thái Khiết, Thư Kỳ, Hứa Tịnh. Tuy nhiên, nam diễn viên không hề lên tiếng đính chính hay phủ nhận điều gì. Mối tình với nữ diva xứ Đài Thái Y Lâm gây xôn xao dư luận và tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Khi Thái Y Lâm bị bắt gặp bí mật rời khỏi nhà người tình trong đêm, 3 năm sau, cặp đôi bất ngờ đưa ai nấy đi. Nhiều ý kiến cho rằng mỹ nam đã đá bạn gái vì mẹ mình không hài lòng về cô. Sau đó, Bành Vũ Yến quen biết và hẹn hò sau phim Cấp 3 Trần Tịnh, khi cả hai có dịp hợp tác chung trong bộ phim 12 chú vịt vàng của đạo diễn Ngô Quân Như. Nữ diễn viên ấp mở về bạn trai mình trong một lần phỏng vấn. Anh ấy là người Đài Loan, cho nên hai người chúng tôi, người Hồng Kông, người Đài Loan bay qua bay lại. Mối tình này đã khiến cho sự nghiệp của Bành Vũ Yến bị ảnh hưởng không nhỏ. Dưới áp lực nặng nề từ nhiều phía, cặp đôi chia tay chỉ sau 4 tháng quen nhau. Bành Vũ Yến là một trong những diễn viên chuyển mình thành công nhất. Giờ đây, khi người ta nhắc đến tên anh, sẽ nhớ đến một ngôi sao tài giỏi của nền điện ảnh.